Có con M22 mẫu mới về nhá. Nhưng mà con này nó lại không lắp được cho số đông, nó sẽ dành cho anh em mà đi X với Win đấy, hoặc xe ga. Chứ còn nếu mà Way thì con này nó hơi bị dài, với mình thấy hơi dài. Bây giờ test thực tế cho anh em nhé, thực tế của nó đây. Chung mấy con 3.0 này thì cũng chẳng phải nghĩ ngợi gì về độ sáng của nó nhiều. À, con này mạnh đấy, con này cốt cốt mịn thế nhỉ. Chip 6 cộng 3 nha anh em nhé, cấu hình là 6 cộng 3 nhé, 6 cốt và 3 pha nhé, tổng là 9 nhé. Công suất nó ghi ở trên này là 68W, nhưng đo thực tế là 65 nha anh em nhé, khi đi vào ổn định nhé. Con này cốt mịn đấy, mịn mà rộng, rộng thật. Pha này, chợ pha anh em nhìn thấy không, tròn vo luôn đấy, thấy chưa độ rộng của nó này. Đấy, bây giờ cuối clip thì sẽ vào đo công suất thực tế cho anh em ngắm nhé. Đấy, đường cắt nét. Đấy, anh em nhìn cái đèn 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 xe đi bình thường này. Đấy, lên mất luôn, thấy chưa. Ok anh em.